Rồi, chào bạn, ngày mới thật vui vẻ. Dưới nhà bạn. Cái này có được nha bạn. Đây cho bạn xem. Có người đang để ý nha bạn. Đấy. Hai con luôn. Tiếp nha bạn. Có được bạn ạ. Lũ nó hơi nhỏ đấy nha bạn. Lũ hơi nhỏ. Đây nha bạn. Cái này có được nha bạn. Cái này có được bình thường. Vuốt này nè biết. Cái mùa này nó không nhiều đâu. Dưới nha bạn, ui cái này đánh sâu á. Đánh sâu này hay bị xịt đúng nha bạn. Xịt luôn. Qua mình đánh mình đã năn tăn ở cái điểm này rồi. Thường đánh sâu hay xịt. Tiếp nha bạn. Đây có được nha bạn. Cái lặng phết đấy. Đấy, thế bạn. Kêu nó vừa kêu. Đấy. Đấy. Tiếp theo vẫn cứ được còn được.
trong nha bạn. Đấy đấy, đấy. Còn một cái nữa. Không hở, không hốc nha bạn. Quả tháo cái này cạn. Cái này cạn thì xịt rồi. Hai cái cuối cùng nha bạn. Hai cái này mãi giữa cái khe này. Đạm này bãi này hôm qua đánh thử rồi. Có được nha bạn, mấy con luôn. Còn một cái nữa. Bạn nhìn đến đẹp không? Quá đẹp luôn. Qua mình đánh thử. Cái này được một con bạn ạ. Này nó vướng quá. Một con bạn. Rồi về nhà sẽ chút cho bạn xem. Chút cho bạn xem nhá. Mình phải xin nước. Mình phải xin nước để cho nó róc này bạn. Ôi cái này xịt đấy. Quên. Cái này xịt cài vào nữa rồi. Hơn 40 cái nha bạn. Hết cái này hết. Cho nước vào cái này rộng này. Mùa này thì nước nó không được to lắm nha bạn. Ống nặng nha bạn. Rồi, nằm sau gòn. Đưa nó nguyên lên ngang nha bạn. Nước ở vào. Một con một. Mà ống thì nặng chết rồi. Mùa này nó thế. Rồi, được con nha bạn, con to phết.
cứ đều đều này. Nó mỗi ống là 2 con các bạn. Con 3 gái, mỗi gái 1 con. Đi mua ống nó không có ống các bạn, quê mình ống nó không về, muốn đánh thêm không có, còn mấy cái bên đằng trước kia là nó chắc này phải đánh thêm ở cái mấy đấy. Ui 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 ui, một con to sao không biết nó từ đâu chui ra ấy. Rồi biết nó sau đó rồi đây. Ui, bao bao bọc ra bạn đây, bao bọc các bạn đường to. Ui, đây đây đây. Ống ấy chắc cũng hợp vết đấy. Nặng nhau. Mùa này nó cũng chả được đầy đâu. Ít ít khi đầy lắm. Trừ khi những chỗ nào chưa thả bao giờ thì còn đầy. Vì những mấy hôm ấy, những chỗ nào chưa thả, thả ăn đầy. Không 2 ba con, 1 2 con. Hết sạch sạch trừ khi ngập có nước. Đây ống này nặng này. Ống này nặng, ống ấy nặng 3 con, ống này hôm qua nhặt được. Ra chút ra ngoài rồi. Chiếc xe vẫn còn nha bạn. Như quay đầu ở trong đấy là xịt. Qua nhặt cái ống đấy xong là san mồi ra có mà đánh con một. Hai bà con. Hình ngang.
không có con lươn cộc nào nha, toàn phần lươn ngang luôn. Chạy ra sóng à bữa ấy. Nhảy ra ra sóng. Chứ xe vẫn còn nha bạn ơi, 46 còn 6 ấy nữa. Ba vẫn còn. Cái này cái lưỡi kết thúc cho bạn, còn mấy cái xịt. Cái cuối cùng. Mấy cái xịt nha bạn. Đây này. Này đánh thêm mấy cái ở kia. Tất cả đường ở này nha bạn. Rồi các bạn thấy anh nhớ like share ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Hẹn các bạn video ngày mai chạy đường dài.